thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đề tài tiếp theo là Giê-xu dưới cái nhìn của Do Thái giáo và Hồi giáo. Theo con số thống kê của Time Almanac năm 2001, thì Kitô giáo, tức Cơ Đốc giáo, là tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 dân số toàn thể nhân loại. Dân số thế giới hiện nay là 5.929.000.000. Đó là thống kê năm 2001. Hiện nay 2020 thì nó khoảng 7.7 tỷ. Thì số lượng tín đồ Kitô giáo là 1.943.000.000. Số thống kê này đã giảm hẳn. Mặc dù gần 2 tỷ người đó đều tự nhận là tín đồ Kitô, nhưng họ thuộc về nhiều giáo hội khác nhau với những tín điều và nghi lễ khác nhau. Nói chung, những người theo Kitô giáo có thể được chia thành 5 nhóm tôn giáo sau đây. 1. Tôn giáo La Mã, 1.029.000.000, trực thuộc Vatican. 2. Các giáo phái Tin Lành, 316.000.000, trên 200 giáo phái chống đối Vatican. 3. Chính thống giáo, 213.000.000, phần lớn là ở Đông Âu, Nga và Bắc Phi. 4. Anh giáo, 63.000.000, nghi lễ giống Công giáo nhưng không thuộc Vatican. 5. Các nhóm Kitô giáo độc lập, 373.000.000. Qua gần 2.000 năm lịch sử, Kitô giáo đã bị phân hóa trầm trọng và những cuộc thánh chiến tương tàn giữa những người anh em có cùng niềm tin vào Chúa Kitô đã làm tiêu hao nhiều chục triệu sinh linh. Nhưng có một sự kiện nổi bật trong lịch sử là dù cho những người Kitô giáo chống đối nhau, thậm chí giết nhau như cuộc xung đột Công giáo Tin Lành ở Á Nhĩ Lan, hoặc xung đột giữa chính thống giáo và Công giáo ở Nam Tư, nhưng họ vẫn có chung một niềm tin Giê-xu là Chúa cứu thế. Qua lăng kính tâm linh của các tín đồ Kitô giáo, Giê-xu là đấng Messi với những thuộc tính sau đây. 1. Ngài là Thiên Chúa hóa thân thành người. 2. Ngài chết để chuộc tội tổ tông của loài người. 3. Ngài sống lại trên lên trời và sẽ xuống thế gian lần thứ hai vào ngày tận thế để xét xử mọi người sống và chết. Mọi người chết sẽ được sống lại để được xét xử. Như chúng ta đã biết, Do Thái và Hồi giáo cũng là những đạo thờ Thiên Chúa, nhưng cả hai đều phủ nhận Giê-xu là Messi với những thuộc tính nói trên. Hai tôn giáo Do Thái và Hồi giáo đã đưa ra những luận cứ nào để bác bỏ tư cách Messi Kitô của Giê-xu? Đó là nội dung chính yếu của bài viết này. Quan điểm của Do Thái giáo về Giê-xu: Giê-xu là một người có thật bằng xương, bằng thịt, đã được sinh ra ở Do Thái cách đây hơn 2.000 năm. Nhưng ý niệm về Messi, Chúa cứu thế, Chúa Kitô là một sản phẩm đặc biệt trong tư duy của dân tộc Do Thái. Để tìm một định nghĩa xác thực nhất về Messi, thiết tưởng không có gì đáng tin cậy hơn là từ điển Bách Khoa về đạo Do Thái. Niềm tin vào đấng Messi được định nghĩa như sau: niềm tin vào đấng Messi là niềm tin rằng dân tộc Do Thái và toàn thể nhân loại được dẫn đến một thời đại hoàng kim, trong đó nền công lý toàn hảo và nền hòa bình thế giới được thực hiện bởi đấng Messi. Ngài là đấng, là vị vua lý tưởng và là một người toàn hảo. Danh từ Messi có nghĩa là người được sức giàu. Đây là một phương cách cổ xưa để tôn vinh một người được trao trọng trách đặc biệt. Danh từ Messi ở Donai có nghĩa là người được Thiên Chúa sức giàu. Đây là một danh hiệu do Cựu Ước dùng để gọi các vị vua của Israel. Các vị tiên tri trong Kinh Thánh mô tả Messi là một người được Thiên Chúa chỉ định,
một vị lãnh đạo lý tưởng để đưa toàn thể thế giới đến nền công chính và hòa bình. Qua nhiều thế kỷ lưu lạc, dân tộc Do Thái vẫn tiếp tục ước mơ về sự xuất hiện của đấng Messi. Qua định nghĩa Messi nói trên của người Do Thái, ta thấy sứ mạng của Chúa Cứu Thế chính danh phải là người thực hiện được nền hòa bình thực sự và nền công chính toàn hảo trên khắp thế giới. Xét theo tiêu chuẩn này, mọi người đều sẽ nhận rõ rằng Giê-xu chỉ là một kẻ vô dụng, vì y chưa từng bao giờ góp được một chút công lao nào cho nền công chính và hòa bình của nhân loại. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều điều tiên tri về Messi, nhưng Giê-xu chưa từng bao giờ thực hiện được một điều nào để chứng tỏ ông ta là Messi cả. Thí dụ, tiên tri Asas thế kỷ thứ 8 trước công nguyên định nghĩa Messi là đấng giải thoát mọi người bị áp bức. Thử hỏi Giê-xu đã giải thoát được một người nào bị áp bức trên thế gian này? Isaac cũng nói đấng Messi sẽ gom góp toàn dân Do Thái trở về đất Israel. Lịch sử Do Thái đã chứng minh ngược lại, Giê-xu chết khoảng năm 30 đến năm 70 thì Israel bị quân La Mã đánh chiếm và tiêu diệt người Do Thái vô số kể. Đến nỗi người Do Thái sợ bị diệt chủng nên đã bỏ xứ lánh nạn khắp nơi trên thế giới gần 19 thế kỷ sau, năm 1949. Thì Liên Hợp Quốc đã gom dân Do Thái về Israel. Tiên tri Zacharias nói đấng Messi là vua cai trị toàn thế giới. Điều này thì trong 2000 năm qua và cho đến muôn kiếp về sau chẳng bao giờ Giê-xu có thể thực hiện được. Tiên tri Isaac xác định Messi phải là người thuộc dòng vua David theo phụ hệ. Giê-xu có mẹ đồng trinh nên không có cha, vậy y làm sao thuộc dòng David theo phụ hệ được? Do đó Giê-xu không có tư cách là Messi. Người Do Thái hoàn toàn bác bỏ tính cách Thiên Chúa của Giê-xu, vì Cựu Ước dạy Thiên Chúa chỉ có một. Thiên Chúa là vĩnh cửu, vượt thời gian, Ngài là vô cùng, vượt không gian, Ngài không thể được sinh ra và không thể chết. Giê-xu đã được sinh ra bởi bà Maria và đã chết dù chỉ chết 3 ngày 3 đêm, nên Giê-xu không thể là Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không chết dù chỉ trong một giây phút. Người Do Thái vẫn chờ đợi sự xuất hiện của đấng Messi. Điều đó có nghĩa là đấng Messi chưa từng bao giờ xuất hiện trên thế gian này. Đối với họ, Giê-xu không hề thực hiện được một điều nào Cựu Ước đã tiên tri về Messi, nên Giê-xu không bao giờ được dân tộc Do Thái công nhận. Người Do Thái cũng phủ nhận sự tái lâm của Giê-xu, vì thần học của đạo Do Thái khẳng định Messi chỉ đến một lần và không bao giờ trở lại. Dân tộc Do Thái rất kiên trì trong niềm tin tôn giáo, vì họ tin tưởng rằng đạo Do Thái là đạo duy nhất do Thiên Chúa mặc khải cho cả quốc gia. Truyền thuyết về Messi là sản phẩm tâm linh của cả dân tộc Do Thái. Họ không ngờ truyền thuyết này đã trở thành chiếc bông mê răng quay ngược lại tiêu diệt dân tộc mình. Trong gần 2000 năm qua, họ luôn luôn phủ nhận tư cách Messi của Giê-xu. Hậu quả thảm khốc là nhiều triệu người Do Thái đã bị giết, nhưng vẫn chưa đủ đền mạng của một người Do Thái được người ta tôn vinh là đấng Messi. Quan điểm của Hồi giáo về Giê-xu. Khi nghiên cứu về Hồi giáo, chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận thấy người Hồi giáo, nhất là Hồi giáo Ả Rập, rất quan tâm và viết khá nhiều về Giê-xu. Tiến sĩ Tariq Khalidi, giáo sư môn ngôn ngữ học Ả Rập tại Đại học Cambridge, đã thu thập được 303 câu chuyện qua hàng trăm cuốn sách bằng tiếng Ả Rập về Giê-xu. Ông đúc kết lại thành sách nguyên bản bằng tiếng Ả Rập, bản dịch Anh ngữ 246 trang, do Howard
University Press sản xuất năm 2001. Tựa đề của cuốn sách này ngụ ý Giêsu không phải là người Do Thái, cũng không phải là người giáo chủ Kitô, mà là một tín đồ Hồi giáo. Cũng tương tự như Giêsu, Abraham và Môi-se đều được người Hồi giáo coi là những người đồng đạo của họ, Muhammad khẳng định. Abraham không phải là Do Thái hay Kitô. Abraham, Môi-se và Giêsu đều là những tín đồ Hồi giáo. Người Hồi giáo cho rằng các tín đồ Kitô đã hiểu sai về Giêsu, và chỉ có người Hồi giáo mới có cái nhìn đích thực về một Giêsu thật. Tất cả những quan điểm của người Hồi giáo về Giêsu đều được Muhammad truyền dạy trong kinh Quran qua những câu thơ rải rác trong 15 chương sách. Chúng ta cũng biết rằng kinh Quran là kinh thánh Hồi giáo. Đối với các tín đồ Hồi giáo, Giêsu thật là Giêsu được mô tả trong kinh Quran, đó chính là Giêsu trong đức tin Hồi giáo. Kinh Quran ca ngợi Giêsu là tiên tri của Thiên Chúa, là sứ giả của Chúa, là tiếng nói và là tinh thần của Thiên Chúa Allah. Quran 3:245. Kinh Quran ca ngợi Giêsu có tài tranh biện vì được Thiên Chúa ban sức mạnh tinh thần thánh thiện. Thiên Chúa dạy dỗ Giêsu sự khôn ngoan và sự hiểu biết về kinh thánh Cựu Ước, Tân Ước. Giêsu có khả năng chữa lành những kẻ mù hoặc những kẻ cùi hủi và khiến cho kẻ chết sống lại với sự cho phép của Thiên Chúa Allah. Hồi giáo công nhận Giêsu được sinh ra bởi bà Maria đồng trinh. Quran nhắc lại lời của bà Isabe, mẹ của John: chúc mừng bà Maria, Thiên Chúa Allah đã chọn bà trên hết mọi người nữ ở thế gian này. Hồi giáo tin rằng Giêsu sẽ trở lại thế gian vào ngày phán xét cuối cùng, nhưng chỉ với tư cách là nhân chứng mà thôi. Vị thẩm phán tối cao xét xử mọi người là Thiên Chúa Allah. Hồi giáo không nói Giêsu đã từ kẻ chết sống lại, nhưng tin rằng Thiên Chúa Allah đã đưa Giêsu về trời. Mặc dầu Hồi giáo tôn vinh Giêsu như trên, nhưng họ hoàn toàn phủ nhận tư cách Thiên Chúa hoặc con Thiên Chúa của Giêsu. Quran khẳng định: thật là một nhục mạ Thiên Chúa đối với những kẻ nói Giêsu con của Maria là Thiên Chúa, Giêsu không là gì khác hơn là tôi tớ của Thiên Chúa mà thôi. Giêsu không phải là một sinh vật linh thiêng mà chỉ là một người thường như chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, Giêsu cũng giống như Adam. Tất cả đều được Thiên Chúa dựng lên bằng tro bụi. Sở dĩ Giêsu được coi là một người đặc biệt vì ông ta được Thiên Chúa Allah ban cho đặc ân và biến ngài, biến ông ta thành một gương sáng cho con cháu của dân tộc Do Thái. Hồi giáo kịch liệt chống lại thuyết Thiên Chúa ba ngôi. Kinh Quran luôn luôn nhắc đi nhắc lại điều quan trọng nhất của đạo Hồi là Thiên Chúa chỉ có một. Ngài không sinh con và không ai, không do ai sinh ra. Không có một người nào giống Thiên Chúa cả. Thiên Chúa không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai đồng hóa với Ngài. Bất cứ ai gán ghép một cái gì đó vào Thiên Chúa đều phạm tội trọng. Hồi giáo phủ nhận việc Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, đồng thời phủ nhận tội tổ tông của Adam và Eva. Mặc dầu Hồi giáo cũng tin hai vị này là tổ tiên của loài người. Nói cách khác, Hồi giáo hoàn toàn phủ nhận lập luận của đạo Kitô, cho rằng đã chịu chết trên thập giá chuộc tội tổ tông để cứu loài người. Đọc kinh Quran, mọi người sẽ nhận thấy thái độ rõ rệt của Hồi giáo đối với Kitô giáo. Một mặt, người Hồi giáo rất tôn kính Giêsu, mặt khác, người Hồi giáo tỏ thái độ thù nghịch với các tín đồ Kitô giáo vì người Kitô vi phạm những điều cấm kỵ hết sức nghiêm ngặt của đạo Hồi, là tuyệt đối cấm thờ bất cứ một ai ngoài Thiên Chúa Allah và cấm thờ ảnh tượng Muhammad, quy trách nhiệm cho những người Do Thái lập đạo Kitô đã quy
đã ngụy tạo lời Chúa và viết thêm những điều bậy bạ vào Thánh Kinh, làm cho Kitô giáo trở thành một tà đạo. Muhammad viết: những người Do Thái lập đạo Kitô là những kẻ đã thay đổi lời Chúa hoặc xuyên tạc lời Chúa bằng miệng lưỡi của họ và nhạo báng đạo Thiên Chúa. Thật là một thảm họa cho những kẻ viết Thánh Kinh bằng bàn tay của họ rồi nói rằng sách đó là do Thiên Chúa ban cho. Muhammad ca ngợi Giê-xu là người hết lòng tôn thờ Thiên Chúa Allah. Kinh Quran có thuật lại lời cầu nguyện của Giê-xu như sau: vinh danh Chúa Allah, Chúa biết những gì con nghĩ trong đầu, nhưng con không biết điều gì trong ý Chúa. Chỉ có Chúa là đấng thông biết mọi sự vật. Đối với đạo Hồi, Giê-xu được coi là một người công chính giống như tiên tri Elisa của đạo Do Thái. Kinh Quran viết: Giê-xu và Elisa đều chung một hàng của những người công chính. Nhưng các tín đồ Kitô giáo lại bị người Hồi giáo coi là những kẻ không tin Chúa. Họ sẽ phải chịu hình phạt sau đây do người Hồi giáo dành cho họ. Chúng ta phải gieo kinh hoàng nơi trái tim của những kẻ không tin đạo, cho nên hãy chặt đầu chúng và bứt hết các đầu ngón tay của chúng. Đó là mình vừa tập xong phần Giê-xu dưới cái nhìn của Do Thái giáo và Hồi giáo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để có nhiều clip mới. Xin mến chào, tạm biệt các bạn. Hẹn clip sau.